tay với người khác, cô gái ngồi sụp xuống khóc vì đã tin tưởng quá nhiều. Vừa qua trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, khi những bông pháo hoa rực rỡ, rực sáng trên bầu trời đêm, thì một cô gái lại quay lưng với tất cả, ngồi nép mình lạc lõng giữa đám đông mà khóc nức nở. Được biết cô gái đi coi bắn pháo hoa giao thừa cùng với nhóm bạn thân. Trong đám đông chen chúc nhau, cô gái tình cờ nhìn thấy anh người yêu từ chối đi xem pháo hoa với mình vì lý do bận rộn, đang tay trong tay với một cô gái khác. Cả hai đang hạnh phúc ngắm nhìn những bông pháo hoa nổ đùng đùng trên bầu trời. Trước khoảnh khắc vô cùng đau lòng ấy, cô gái chỉ biết gục ngã giữa biển người, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mặc dù nhóm bạn đi cùng đã hết lòng vỗ về an ủi, cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng cảm thấy mũi lòng và đồng cảm trước tình huống trớ trêu mà cô gái gặp phải. Một số chia sẻ được mọi người để lại: gặp tôi là tôi lại ôm eo để xem gã sẽ phản ứng như thế nào. Thời khắc chuyển giao từ có người yêu qua độc thân lại được người ta bắn pháo bông chúc mừng luôn kìa. Mấy ai được giải phóng khỏi người đàn ông tệ bạc mà nhà nước bắn pháo hoa chúc mừng vậy đâu, vui lên cô gái ơi. Ai cũng bảo nhìn nhận tích cực lên, nhưng mà trước tiên là phải khóc cái đã. Thấy người mình thương đi cùng người khác ở những khoảnh khắc huy hoàng như thế này, thử hỏi có điếng người không chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút.